Hello, hello, chào anh em. Chào các idol sửa xe máy nha. Thì hôm nay á, mình có nhận phản hồi của một số anh em kêu là mua CKB bên mình sao mắc quá vậy. Cái xe CKB sao mắc quá vậy. Người ta bán có 100 mấy nha. Người ta bán có 150, 200 con. Mà sao anh bán mắc quá vậy? Cái mình hỏi là anh mua 100 mấy, anh mua đồ zin hay là anh mua đồ lô? Thì mấy idol nó kêu là tôi mua đồ zin. Cái mình mới hỏi là mấy idol đó là người ta sao sao anh biết là zin? Anh dựa trên cơ sở nào anh nói là cái CKB là zin hay không zin? Thì mấy idol kêu là người bán người ta bao zin. Người ta bao zin. Cái xong là bây giờ mình nói là bây giờ mình nói là người ta bao zin, tôi nói là hàng anh không phải zin thì anh nghĩ như sao? Thì mấy cái idol đó đó mấy idol đó nói với mình là người ta bán zin thì là zin chứ sao không zin. Nó nhân tiện đây á, những lần trước á, mình cũng đã chia sẻ đấy anh em là cách phân biệt con CKB zin và con CKB không zin là như thế nào ha. Nhân tiện đây á, mình cũng xin chia sẻ lại cái cách phân biệt con CKB zin hay không zin. Thực tế ra như thế này, cái chốt này nè anh em, nhìn cái chốt này nè, cái chốt zin nè, cái chốt tròn này nè, zin nè, lô nè ha. Rồi là một cái mình không thèm quan tâm đến cái khuôn này đâu. Thực tế ra là bây giờ có nhiều idol mua phải cái khuôn này nè, cái khuôn nhựa này nè là khuôn zin nha, khuôn nhựa là khuôn zin. Về mấy idol đó làm bo lại, làm dây lại, bán nói là con nhựa ta là nhựa zin. Đúng rồi, nhựa của mấy anh nhựa zin. Mà ngược lại cái bo có zin hay không, cái dây có zin hay không, và cái dắt này có zin hay không, chỉ có những cái người nào làm, những người bán thì người ta mới có hiểu thôi ha. Thì mình xin chia sẻ lại cái vỏ nhựa ngoài như vậy nè, nó không quan trọng. Cái chốt này nè rất là quan trọng. Chốt này là chốt lô nè, chốt mà có bánh răng nè, bánh răng là cái khí khí này lô nè, vàng nè. Còn cái chốt này nè, chốt này của người ta nè, hai mặt tròn hết nha, hai mặt tròn hết, không có khí đâu, đó là chốt zin. Đặc biệt á, cái dây zin á với cái dây lô á, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Cái dây lô nó mềm xẹo à, cái dây lô á nó sử dụng là cái dây mềm, không xài dây cứng, lỗi nhiều, lỗi lớn, nhưng mà nó xài dây mềm. Còn cái dây zin á, nó xài là dây lớn nên nó rất là cứng, nó không có mềm. Là cái thứ hai, cái thứ hai nha. Cái đầu tiên là cái chốt này, chốt này nó làm chốt tròn nè, không có răng nè, màu trắng nè. Cái thứ hai là sợi dây này nè, mấy sợi dây điện này nè là sợi dây to, lõi to, và nó ít số lượng dây, nó ít lắm, những trường hợp nó cứ ngắt nè. Cái tiếp theo là cái đầu này nè, cái đầu này nè, các anh em để ý nè, cái chữ zin mới không zin á, nó có một ký hiệu hình bông mai á, nó giống như là hình là cái thép của Việt Tiệp vậy đó, Việt Nhật rồi đó ha. Anh em nhìn nè, cái thằng lô nè, đây dây lô nha, dây lô nè, dây to nhiều đồng nhưng mà rất là mềm. Cái lõi này làm bằng, để mình chuyển camera đây. Cái lõi này nè bằng đồng, có nhiều răng khí khía này nè, là hàng lô. Cái dây này dây lô nè, cái dắt của nó nè y chang, hai dắt zin với dắt lô nó y chang như nhau, y chang nhau. Nếu mà nhìn bên ngoài, nhìn cái độ khôn á thì mình sẽ nhìn không ra đâu. Đây hai cái này đều như nhau, không khác một tí gì, cái độ khôn độ đẹp của hai thằng nó như nhau. Nhưng mà mình xin thưa với anh em nhìn ký hiệu nè, anh em nhìn vòng 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 cái chất nhựa này nè, anh em sẽ không nhìn thấy ký hiệu Hoa Thị nằm ở đâu hết. Con này nè, nó là dắt của
IB2. Đây. IB2. Còn cái đối với thằng Jin nè. Thằng Jin nè. Đây là con Jin. Đây là con Jin. Đây. Đây là con Jin. Cái này màu trắng. Không có nia nha, không có răng nha. Đó. Dây này rất là cứng, sợ như nó cứng ngắc à. Đây, còn cái giắc nhựa ở đây. Nó sẽ có một cái dấu hoa thị. Anh em để ý nha. Tất cả những giắc zin nó đều có dấu hoa thị này. Đây anh nhìn, anh em nhìn là giữa này, nhìn là giữa với cộng màu xanh, xanh và cộng màu trắng nè. Đó, nó có hoa thị nè. Cái điện thoại mình quay thì nó không có được rung lắm. Đây hoa thị đây. Đó anh em thấy không? Nó có hoa thị đây. Đó, lát mình sẽ chụp lại cái hoa thị này cho anh em xem. Cái giắc này giắc zin. Mình cam kết với anh em không có đơn vị nào mà sản xuất cái con lô mà xài đồ zin cả. Tại vì con zin này rất là mắc tiền, siêu mắc tiền luôn. Siêu mắc tiền luôn. Cái dây zin này nè, cái dây mà dây zin này nè. Mình xin hứa với anh em á, chỉ có hãng xe người ta mới làm thôi. Hãng xe người ta mới làm dây zin này thôi. Còn những đơn vị gia công khác thì không làm dây zin này. Đó. Đó là cách phân biệt giữa một con CKB, một con CKB lô và một con CKB zin. Anh em đừng có ham rẻ. Thực tế ra một cuộn lửa nó bán 1 triệu mấy, anh em mua con CKB này 200-300 ngàn, đừng có ham rẻ. Mua con này có 100 mấy 200 ngàn về xài gì, xài 3 bữa nó chết này, hỏi gì sao, gắn vô chết, gắn vô chết, gắn vô chết. Trong khi đó con zin này nó mắc hơn có 200 mấy chục ngàn, anh em không mua, anh em mua về xài cho nó sướng, chi bị khổ mua mấy con lô chi vậy. Rồi anh em nào á, anh em may đồ nào á mà kêu mua hàng bên mình mà mắc rẻ, mà kêu bên hàng bên kia zin bán rẻ thì anh em cứ mua, tại vì bây giờ á nhiều người bán lắm, nhiều người mua lắm, chọn thằng nào bán rẻ nhất mà mua. Nhưng mà khi mà chọn đồ á là làm ơn là chọn đồ zin mà xài nghe, đừng có chọn ba cái đồ lô mà người ta nói zin mình cứ mua về mình tưởng là zin mình gắn vô rồi mình bao khách, gặp thằng khách nào mà như mình đi sửa là chết cho mình ngay. Hàng zin mấy hàng lô thân nha, không nhiêu tiền hết mấy chục ngàn à. Nhưng cái chọn mà mua ha, mình đã chỉ anh em nè, chỉ lại nè. Cái thứ nhất, anh em nhìn vào cái chốt đồng này nè. Đó, chốt này màu vàng. Còn chốt zin của người ta là nó màu trắng. Chốt này nó có răng, chốt đồng không có răng là một. Cái thứ hai, cái dây điện. Dây điện thằng này nè. Rất là cứng, dây điện zin rất là cứng, lỗi to, số lượng dây bên trong ít. CGB thường, CB giả zin hoặc là zin dởm á thì dây này nè. Nó đựng to, đồng vẫn nhiều. Nhưng mà cái dây bên trong nó nhiều sợi nhỏ lắm nên mình xèo à. Cái giắc thằng zin với giắc thằng lô y chang nhau, không phân biệt được. Mình chỉ có phân biệt được là ở trên cái giắc này nó có dấu của hoa thị hay không, dấu hoa thị không, nó hình giống chữ thập, chữ thập á, chữ thập bông mai đó. Đây anh em nhìn kỹ nè, đó nó có hình bông mai ở giữa cái cộng dây màu xanh và cộng dây màu trắng đó. Nó có hình hoa thị nè. Đó chỉ có cách phân biệt như vậy thôi là anh em phân biệt được zin hay lô. Còn cái khuôn bên ngoài này nè, có đợt người ta bán rất là nhiều, người ta bán ra bên ngoài cả cả 10.000 cái như thế này. Người ta về người ta ráp bo khác, người ta ráp dây khác vô người ta bán, như vậy không phải là zin nha anh em. Đó mình chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm, tại vì mình bán phụ tùng, mình bán cái mặt hàng này mình hiểu được, mình hiểu được nó là loại zin, là không zin. Đó cái con, cái con mà con hôn mà con han gì đó mà nằm trong này nè, zin lô nó khác nhau hoàn toàn. Con zin nó rơi vào khoảng là gần 1 đô một con, còn cái con lô nó mua mấy ngàn con à, nó rẻ bèo à. Công năng như nhau ha, nhưng mà zin lô khác nhau ở cái điểm nào thì thực sự ra là chỉ anh em trong làm điện tử hoặc làm sửa OCM mới biết được cái giá trị của con zin nó như thế nào. Đó, thì mình cũng thông qua cái clip này, thông qua buổi livestream này, mình cũng hy vọng anh em có một cái nhìn tốt hơn về cái sản phẩm zin. Đừng có ham rẻ mà mua. Không phải tự nhiên người ta khùng đâu, người ta bán đồ zin mà người ta bán đồ zin người ta bán mắc đâu các bạn. Đó, dựa trên ba yếu tố, một là cái chốt, này chốt bắt ốc này, hai là cái sợi dây điện, ba là cái giắc, thì chúng ta sẽ phân biệt được đồ zin đồ lô. Mình cam kết với anh em nếu mà cái chia sẻ của mình sai á, anh em nào hư CKB cứ mang đến đây mình cho CKB zin về xài ha, mình chia sẻ là chính xác đúng. Đó, mắc hơn không bao nhiêu, con CKB thường 180-200, CB zin 200 mấy 300,
thì tốt nhất là mua con zin mà xài nha anh em. Rồi thôi mình tới giờ làm là mình cũng kết thúc buổi livestream ở đây, rồi mong anh em có những cái phản hồi tích cực để mình có thể chia sẻ tốt hơn. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.